Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Laptop Phan Đạt và rất vui được gặp tất cả các bạn ở clip mới này nha. Và hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến với tất cả các bạn là dòng Dell Recision. Và mã của con này chính là Recision 5540 nha các bạn. 5540. Và nếu như bạn nào cần một con máy có một cái ngoại hình rất là đẹp, mỏng và nhẹ, gọn như thế này nha các bạn. Cần một con máy đủ khỏe để làm được tất cả các tác vụ mà liên quan tới đồ họa, lập trình, viết code hoặc là làm media nha các bạn, thì đây chính là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời đến với tất cả bạn nè. Đó, thì ở đây mình sẽ về hai dòng, một dòng là màn hình 4K và một dòng là màn hình Full HD IPS nha các bạn. Đó, đây con này là Full HD IPS và con này là màn hình 4K luôn nha các bạn, có cảm ứng luôn nha, có cảm ứng. Rồi, chúng ta hãy cùng đi về cái phía ngoại hình của con Recision này trước nha các bạn. Đây, cái gì cũng vậy, chúng ta sẽ đi đầu tiên là về ngoại hình trước nha. Mời tất cả các bạn cùng xem logo của Dell nè các bạn, được mạ chrome nằm ở chính giữa ha, mạ chrome ở chính giữa. Và màu của con máy này là màu của kim loại, màu bạch kim, trắng bạch kim nè các bạn. Đó, rất là đẹp. Và các cổng kết nối nè các bạn, rắc 3.5, cắm tai nghe headphone ha, USB Type-C, cái này là USB Type-C nè, có thể truyền tải được dữ liệu, có thể xuất được hình ảnh nè các bạn. Đó, rất là tiện lợi. Và đây là cổng HDMI, cổng này có thể xuất ra hình ảnh lên đến độ phân giải là 4K luôn nha các bạn, 4K. Và đây là cổng USB để chúng ta có thể cắm chuột, cắm máy in hoặc là cắm bàn phím rời chẳng hạn. Đó, đây là vị trí về chuột nè, vị trí về cổng USB bình thường nè. Và đây là nơi cắm sạc của con Dell nha các bạn, cắm sạc của máy. Rồi, chúng ta cũng hãy cùng đi về phía mặt bên đây nha các bạn. Và nếu như bạn nào mà đã từng xem mình rất là nhiều thì các bạn sẽ để ý thấy đây chính là vị trí rất là quen thuộc, nơi chống cầm lột của chiếc máy Dell nha các bạn. Kế bên là hiển thị về pin. Đây là thiết kế rất là giống với cái dòng mà 5530, 5520 nè các bạn. Thì đây 5540, nó cũng giống y chang vậy ha. Cổng USB. Đó, cổng tiếp tục là cổng USB. Và đây là nơi cắm thẻ nhớ SD nha các bạn. Thẻ nhớ SD. Đó, rất là tiện lợi nếu như bạn nào làm về hình ảnh ha, có thể rút ra từ cái máy ảnh và cắm trực tiếp vào đây, truy xuất dữ liệu luôn, không cần phải thông qua bất kỳ một cái cổng chuyển đổi nào hết nha các bạn. Và đây, phía mặt sau của máy nè các bạn, rất là giống so với các dòng mà 5520, 5530 nha các bạn. Đây, Recision 5540. Và tất cả mọi thông tin của máy đều nằm ở phía trong đây nè các bạn. Đó, đây, được giấu ở phía trong đây ha. Rồi, hai cái dãy cao su để chống trơn trượt, chống trơn trượt. Và đây là cái khe hút gió vô của chiếc máy nè các bạn. Hai vị trí về loa nè. Đó, và license nguyên bản quyền nha các bạn, license nguyên bản quyền. Đó, bất kỳ một con máy xách tay nào khi mà về đến Việt Nam cũng đều có một cái này hết nha các bạn. Đó, nguyên bản quyền ha. Rồi, chúng ta hãy cùng đi về cái phía phía mặt trong nha các bạn, và cùng cảm nhận về cái màn hình 4K của con máy Recision 5540 này nha. Đây các bạn, mời tất cả các bạn cùng xem. Và chúng ta hãy cùng xem về cái cấu hình và tại sao mình nói mà con này có thể làm về đồ họa, làm về media, viết code, lập trình rất là mượt mà và ổn định nha các bạn. Đây, mời tất cả các bạn cùng xem. Máy đang được trang bị là Core i7-9850H nha các bạn. Và con này là maximum về core và luồng nha các bạn, 6 x 12 luồng, mỗi cái là 2.6GB, có thể turbo lên tối đa là hơn 5 chấm nha các bạn, hơn 5 chấm luôn. Rồi, về RAM đây các bạn, RAM của con này là 32GB, về mặc định là con này 32GB nha các bạn. Và con phía đằng sau này là 16GB nha, 16GB, cái này mặc định của chiếc máy nha các bạn, mình không có can thiệp vô nha. Và mình cũng không có hạ cái cấu hình xuống để bán rẻ nha các bạn. Nếu như bạn nào đã tra về một số trang khác, các bạn thấy giá của nó sẽ rẻ hơn một chút, dưới 20 triệu luôn, dưới 20 triệu. Thì các bạn để ý thấy RAM người ta để có 8GB hoặc là SD256 các bạn. Đây, thì con này là mặc định của nó 32GB và ổ cứng là 512GB. Tốc độ rất là nhanh, tốc độ cực kỳ nhanh nha. Đó, về Wi-Fi nè các bạn, Wi-Fi là chuẩn Wi-Fi thế hệ thứ 6 nè. Đó, Wi-Fi thế hệ thứ 6 nha, bắt được 2 băng tần. Đây là một trong chuẩn Wi-Fi là mới nhất luôn nha, mới nhất. Rồi, về cái card onboard, cái này là Ultra HD 630, thì cái này để xuất hình ha. Và nếu như mà
Bạn nào làm về đồ họa thì chắc chắn không thể thiếu được cái cạc rời rồi nha các bạn. Nvidia Wado T1000 nha các bạn. T1000 mặc dù là 4G nhưng mà cái băng thông của nó rất là rộng và lớn. Đó. Đủ để chúng ta có thể làm về như cái là AutoCAD nè, 3D nè, 3D Max nè. Đó. Ketchup nè. Những phần mềm mà liên quan đến xây dựng nè, những phần mềm mà đồ họa nè, nặng nè. Đây, Lumion nè, đó. Thì con máy này có thể đáp ứng được rất là tốt nha các bạn. Và đặc biệt ở đây màn hình này là 4K nha các bạn, 4K và có cảm ứng luôn. Đây các bạn xem, 4K và có cảm ứng luôn ha. Mình đang thao tác ở trên màn hình này các bạn. 3840 x 2160. Đó. Và phiên bản phía sau này đây các bạn. Phiên bản phía sau này đây là con này là Full HD nha các bạn. 5540 Full HD. Nhưng mà con này đặc biệt cho một chỗ, nó khác ở chỗ là màu của nó trầm hơn một chút này các bạn. Bạn thấy không? Mình sẽ để các bạn so sánh nè. Đó. Một con màu trắng và một con màu trầm hơn một chút nè. Đó. Thì phiên bản này là phiên bản Full HD nha các bạn. Đó. Thì con này trong tầm khoảng là 20 triệu thôi ha, 20 thôi. Còn con này là hơn 20 một chút nha các bạn. Hơn 20 một chút. Đó. Ryzen 5540. Đó, đây là tất cả mọi thông tin đều có ở đây hết nha các bạn. Rồi, nếu như bạn nào quan tâm cần một chiếc máy mà để làm về đồ họa, cần đẹp nè, sang trọng nè, đó, bắt mắt nè, thì không thể bỏ lỡ qua được con này nha. Và phân khúc của máy trong tầm khoảng 20 triệu nha các bạn, 20 triệu, rất là bền và cứng cáp. Rất là bền và cứng cáp ha. Tất cả mọi mặt đều là cắt CNC hết. Và này là nhôm mà nhờ nguyên khối hết nha. Chắc chắn. Rồi. Các bạn nếu ở thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ trực tiếp đến mình, đến hoặc đến trực tiếp cửa hàng của mình để xem máy luôn nha. Máy hiện tại đang có tại cửa hàng nè các bạn. Đây, cửa hàng của mình đây. Đó. Đây ha. Hiện tại đang có ở cửa hàng. Rồi. Đây là cái nơi mà mình quay. Mình quay nha các bạn. Đây các bạn xem. Rồi. Địa chỉ cửa hàng của mình là 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và số điện thoại của mình là 0984997374. Mình có hỗ trợ ship code đến tận tay luôn nha các bạn. Nếu như bạn mở hàng ra thấy ưng ý thì có thể là đưa tiền cho shipper, còn nếu như mà không thấy ưng ý thì có thể gửi trả lại ha. Đó. Mình tự tin mà. Chiếc máy này rất là đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tất cả bạn và hẹn gặp tất cả bạn ở những clip tiếp theo. Vâng, xin chào.